Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khách mời trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, thực hiện đề án giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Cạn giai đoạn 2015-2020 cho thấy nhận thức của đại đa số người dân trong vùng đồng bào về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã được nâng lên một cách rõ rệt so với trước đây. Tuy nhiên thì để ngăn chặn tiến tới đẩy lùi tình trạng này, Ban dân tộc tỉnh Bắc Cạn đang phối hợp với một số ban ngành và chính quyền địa phương, trong đó có tỉnh đoàn Bắc Cạn, thực hiện nhiều chương trình giải pháp đổi mới cách thực hiện đề án trong giai đoạn tới. Mời quý vị cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Khách mời trường quay ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn với sự đồng hành của hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu bà Triệu Thị Thu Phương, trưởng Ban dân tộc tỉnh Bắc Cạn. Xin chào biên tập viên Thanh Mai và quý vị khán giả. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời, đồng chí Ma Thị Mận, Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Cạn. Vâng, xin kính chào chị Thanh Mai, xin kính chào quý vị khán giả. Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì xin mời hai vị khách mời của chương trình cùng với quý vị khán giả cùng theo dõi một số những thông tin dưới đây. Tỉnh Bắc Cạn có gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo thống kê của ngành chức năng và các địa phương, trong 5 năm từ 2016 đến 2020, trên địa bàn các thôn vùng cao Bắc Cạn có tới hơn 700 trường hợp tảo hôn và hơn 10 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Hầu hết các trường hợp này là những em học sinh nữ dân tộc Mông, Dao, độ tuổi từ 14 đến 17, và nam, độ tuổi từ 16 đến 19, ở các thôn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Về cái hiện trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở trên địa bàn xã, thì trong những năm gần đây thì vẫn có xuất hiện, nhưng mà với cái số lượng là đã giảm đi rất là nhiều, bởi vì là qua được sự quan tâm của các ngành các cấp, được tuyên truyền đến các em học sinh cũng như là đến gia đình các em thì cái hiện tượng tảo hôn thì cũng đã giảm đi rất là nhiều. Tuy nhiên thì vẫn còn có một số ở những cái thôn bản đặc biệt khó khăn, thì vì cái vị trí địa lý còn khá là phức tạp và đường xá cũng xa xôi, cho nên là cái công tác tuyên truyền đến cái bà con ở những cái thôn đấy cũng còn rất là khó khăn. Cách đây nhiều năm thì cái hiện tượng học sinh tuổi trung học cơ sở lấy vợ lấy chồng thì có, nhưng vài năm gần đây thì cái việc duy trì sĩ số của trường khá tốt và học sinh không bỏ học trong lứa tuổi đó. Sau khi thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, đến nay đã có nhiều sự thay đổi về nhận thức cũng như hành động của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, để hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ra khỏi cộng đồng thì không thể thực hiện trong ngày 1, ngày 2. Quay trở lại với chương trình, thưa bà Triệu Thị Thu Phương, những cái thông tin trên thì cho thấy là cái tình trạng nhận thức của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn vừa qua thì cũng đã có sự thay đổi rất là lớn về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên thì ở đâu đó vẫn còn xuất hiện tình trạng này tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy thì theo bà nguyên nhân là do đâu ạ? Thứ nhất là do cái điều kiện kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì còn rất là nhiều khó khăn. Cái thứ hai nữa là do cái phong tục tập quán từ rất nhiều đời nay cho rằng là kết hôn sớm và sinh con sớm là cái chuyện bình thường. Và cái thứ hai nữa là nhận thức của người dân về cái vấn đề, đặc biệt là cái hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thì còn hạn chế. Và cấp ủy chính quyền ở cơ sở, ở một số địa phương thì chưa thực sự quan tâm đến cái việc tuyên truyền, vận động và đặc biệt là thực hiện pháp luật về hôn nhân cận huyết thống thì chưa thực sự là quyết liệt. Dạ vâng. Vậy thì khi mà thực hiện tuyên truyền vấn đề này tại các cái thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng cao trên địa bàn tỉnh thì ban dân tộc tỉnh cũng như là các cấp chính quyền có gặp phải những cái rào cản, những cái khó khăn gì không ạ? Vâng. Về công tác tuyên truyền thì thường là các cái thôn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông đi lại thì hết sức là khó khăn. Do vậy là cái việc tiếp cận cũng như là cái việc mà nắm bắt thông tin và tuyên truyền thì gặp rất nhiều cái hạn chế. Cái thứ hai nữa là một bộ phận người dân thì cũng chưa biết nói tiếng phổ thông. Do vậy là giữa người nói và người nghe thì cũng rất là khó. Do vậy là ảnh hưởng không nhỏ đến cái công tác tuyên truyền tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và cái nữa là cái do cái phong tục tập quán nhiều đời nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là coi cái việc lập gia đình này, sinh con sớm là chuyện bình thường. Và một cái rào cản nữa là
ở vùng dân tộc thiểu số, nhất là vùng đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Giao, thì vẫn quan niệm là lấy nhau trong họ để giữ của cải mà không phải phân chia sang dòng họ khác. Vâng, còn đối với tỉnh đoàn Bắc Cạn thì sao ạ? Có đồng chí Ma Thị Mận nhận thấy là cái vai trò trách nhiệm của các cấp bộ đoàn trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống như thế nào? Dạ vâng. Cái việc tuyên truyền để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, trong đó có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Và nhận thức được vấn đề đó thì trong thời gian vừa qua thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh thì cũng đã có những cái sự chỉ đạo hết sức là quyết liệt đến các cấp bộ đoàn hội trong toàn tỉnh về việc là nâng cao vai trò trách nhiệm cũng như là quán triệt về phương pháp, nội dung, cách làm và cách thức triển khai đối với các cấp bộ đoàn hội của mình để làm sao phát huy tốt nhất vai trò của tổ chức đoàn hội, để mỗi cán bộ đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên không chỉ là những người tuân thủ những quy định về mặt pháp luật mà còn phải là những tuyên truyền viên hết sức là tích cực để làm sao mà cho các đoàn viên thanh thiếu nhi của mình và nhân dân tại địa phương hiểu đúng, hiểu đủ và thực hiện nghiêm túc những cái quy định để góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Dạ vâng. Vậy thì trong những năm qua thì tỉnh đoàn đã phối hợp với các ban ngành, các địa phương đã thực hiện tổ chức những tuyên truyền về vấn đề này như thế nào trong thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số ạ? Trước hết, việc tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã trở thành một trong những nội dung quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ cái chương trình công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ và trong chương trình công tác năm. Thứ hai là chúng tôi cũng đã có những cái sự chỉ đạo để các cấp bộ đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động truyền thông tại các đơn vị, đặc biệt là tăng cường hiệu quả của đội ngũ tuyên truyền viên trong đội ngũ cán bộ đoàn, đặc biệt là tập trung về tuyến cơ sở. Và có một cái nội dung nữa là bên cạnh những cái hoạt động riêng của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thì chúng tôi cũng đã có cái sự phối hợp rất là tốt với các ngành, các địa phương để tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn đối với nội dung này. Vâng ạ, đúng là lực lượng thanh niên thì luôn là lực lượng xung kích trên tất cả các mặt trận, và đặc biệt là trong cái vấn đề tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Và đặc biệt là tỉnh đoàn cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với các trường học, đúng không ạ? Các trường học cấp 2, cấp 3 trên địa bàn tỉnh thì để tuyên truyền vấn đề này. Và ngay sau đây thì xin mời hai vị khách mời cùng với quý vị khán giả cùng theo dõi một ghi nhận ngắn dưới đây ạ. Thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn hàng năm, tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Tại đây, các em học sinh được tham gia vào các hoạt động truyền thông trực tiếp và gián tiếp qua phóng sự, thi ghép tranh, thi kiến thức và tiểu phẩm. Nội dung các tiểu phẩm đã làm nổi bật lên thực trạng vấn đề bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, tảo hôn và can thiệp của chính quyền, tiến tới thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong xã hội. Sau cái cuộc tuyên truyền này thì các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh khối 7-8-9 sẽ có một cái nhận thức rõ hơn về cái tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Và tôi tin là sau cái cuộc tuyên truyền này thì các em học sinh sẽ về tuyên truyền cho ông bà bố mẹ mình về cái tác hại của hôn sớm và cận huyết thống gây ra. Các cấp đoàn trong tỉnh thời gian qua xác định tuổi trẻ là lực lượng tiên phong trong tất cả các phong trào, trong đó vấn đề tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vấn đề liên quan phần lớn đến đối tượng đoàn viên thanh niên các thôn bản vùng sâu vùng xa. Ước mơ của cháu là làm giáo viên ạ, là phải có một niềm quyết tâm lớn, phải chăm chỉ học tập, nghe lời các thầy cô giáo. Nhờ có cách làm sáng tạo đổi mới trong cả nội dung và hình thức truyền thông, vận dụng đa dạng các hình thức truyền thông trực tiếp và gián tiếp phù hợp với tâm lý tuổi học sinh nên được đông đảo học sinh tham gia hưởng ứng. Qua đó góp phần đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết đối với các em học sinh. Dạ vâng, quay trở lại với chương trình, thưa bà Triệu Thị Thu Phương, trong giai đoạn 2021-2025 thì thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn thì ban dân tộc sẽ triển khai những cái nội dung gì ạ? Vâng, thưa chị Thanh Mai cùng với quý vị khán giả, phát huy kết quả đạt được của 11 mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh. Thì giai đoạn 2021-2025, Ban dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thực hiện các nội dung và đặc biệt là các cái mục tiêu của đề án. Phấn đấu cho đến hết năm 2025 thì
cơ bản đẩy lùi cái tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh. Và cụ thể chúng tôi sẽ rà soát cũng như là nhân rộng thêm các cái mô hình tại các xã ở địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó thì đặc biệt là những cái nơi mà có nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao. Một cái nội dung nữa sẽ phối hợp với các ngành đẩy mạnh tăng cường cái công tác tuyên truyền thông qua bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, như là tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa, rồi thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, rồi là sẽ phối hợp với các cái cơ quan thông tin đại chúng mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền hàng tháng, cố gắng duy trì mỗi tháng một chuyên mục và sẽ thu các cái tiểu phẩm băng đĩa bằng nhiều thứ tiếng dân tộc, ví dụ như điển hình ở Bắc Cạn là dân tộc Mông, dân tộc Giao, dân tộc San Chí, để cung cấp cho đầy đủ cho các cái mô hình để cán bộ cơ sở và các cái nhóm nòng cốt có cái phương tiện để tuyên truyền đến các thôn bản mà có nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao. Thưa chị Mận, để những nội dung tuyên truyền về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống dễ hiểu, dễ đi vào cuộc sống hơn, thì tỉnh đoàn sẽ có những cái hình thức tuyên truyền như thế nào, nội dung tuyên truyền như thế nào để phù hợp với những đối tượng mà mình tuyên truyền ạ? Dạ vâng. Bên cạnh các phương pháp truyền thống như là triển khai về mặt văn bản, hội nghị, thì chúng tôi cũng đã cố gắng là thay đổi một số cái nội dung hình thức. Đó là đưa cái nội dung hình thức sân khấu hóa vào tất cả các chương trình truyền thông của chúng tôi tại cơ sở, nhưng cũng sẽ tăng dần cái mức độ tham gia của các đối tượng thụ hưởng. Ví dụ như là năm đầu tiên thì Ban Dân tộc với lại tỉnh đoàn cũng đã xây dựng một cái chương trình, nhưng ở cái mức độ đầu tiên nhất đó là đưa một cái chương trình trọn vẹn về truyền thông, đó là các tiểu phẩm, đó là các chương trình văn nghệ đến để cho các bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số xem và cảm nhận. Thông qua đó sẽ thể tiếp nhận được những cái nội dung tuyên truyền trong đó. Và cũng đang có những cái ý tưởng đó là từ việc mới chỉ được nghe, được nhìn, được tham gia, thì năm tới này thì chúng tôi sẽ đổi mới thêm, đó là sẽ tổ chức những cuộc thi truyền thông, những cái cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông giữa các nhóm nòng cốt cũng như là các tổ chức đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại cơ sở. Như thế thì cũng sẽ phát huy được hơn cái vai trò của đội ngũ tuyên truyền tại cơ sở, và từ đó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Ở trường cháu có một số anh chị học ở cấp trên đã bỏ học để đi lấy chồng, lấy vợ sớm. Là khi để con ra thì họ chưa có những kinh nghiệm để chăm sóc con. Xong rồi để con ra con có dị tật. Lớp trẻ bây giờ là nó kiểu là nó xem điện thoại nhiều, tivi nhiều, là mạng xã hội, cái tình trạng đấy nó lại xảy ra. Ngay cả cái việc dạy bảo con cái cũng vậy thôi, mình cũng cho chúng nó học hành cho nó đầy đủ. Vâng, thưa bà Phương, để mà cái tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến năm 2025 được đẩy lùi ra khỏi cộng đồng, thì theo bà thì cần điều gì ạ? Thưa chị Thanh Mai, trước hết thì phải nói là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền đến tận thôn bản và người dân, đặc biệt là các cái vùng có nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và vận động để bà con chấp hành nghiêm cái pháp luật về hôn nhân và hôn nhân cận huyết thống, tuyên truyền về cái tác hại của cái việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống một cách bài bản. Như đồng chí Mận, Phó Bí thư tỉnh đoàn vừa đề cập, phải bằng nhiều hình thức để chúng ta tuyên truyền. Và cái thứ hai nữa là chính quyền địa phương cũng cần phải chỉ đạo tăng cường các cái biện pháp ngăn chặn. Dạ vâng. Thưa quý vị, hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì rõ ràng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các bà mẹ, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn gia đình, đói nghèo thì gia tăng, và cũng là gánh nặng cho xã hội. Luật pháp thì cũng đã quy định rất là rõ, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đều là những hành vi bị nghiêm cấm. Nếu người nào vi phạm thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 500.000 đồng đến 30 triệu đồng, hoặc là nặng hơn có thể bị xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Với người dân thì nhận thức được điều đó sẽ dẫn tới được những sự thay đổi, được hành vi áp dụng vào thực tế cuộc sống.
Để làm được điều đó thì như các vị khách mời trong chương trình cũng đã trao đổi rồi, thì cần một sự vào cuộc mạnh mẽ từ chính quyền đến cơ sở đến người dân. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình. Cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.